Xin chào các bạn, ta lại tiếp tục phần số 6 đã đi chữa cái đề thi thử lần 1 của Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Hải Dương. Mới thi đợt vừa rồi, chưa có đáp án chi tiết. Đợt trước ta đang làm tiếp vào cách 1 của câu 36. Đấy, sau khi ta tách được ra như thế này, nhớ cái phần này thì nó giống mẫu, còn cái phần này nó là đạo hàm của mẫu thì nó sẽ ra được như này. Thì thế cận vào thì nó sẽ ra được, ví dụ đây chỗ này là 1 phần 4, đúng không? Đây, thế cận này. Thì nó sẽ là chỗ này là 1 phần 2, là 1 phần 4, là pi trên 4. Thì nó là pi trên 8, đúng không? Chỗ này là pi trên 8. Tí là 0 thì nó bằng 0 mà. Pi trên 4 này là căn 2. À, chỗ này còn 1 phần 2. Đây, chỗ này thiếu 1 phần 2 nhá. 1 phần 2 thì ở đây ta có 1 phần 2 log lê pe, đây là căn 2 trên 2 cộng căn 2 trên 2 là căn 2, thế còn F0 thì nó bằng 0 rồi, phải không? Bởi vì đây là 0 này. Đó. 0 ở đây sin 0 thì bằng 0, cos 0 1 thì log lê pe 1 thì bằng 0 rồi. Như vậy chỗ này sẽ bằng pi trên 8 cộng cái này là 2 mũ 1 phần 2 dương đây, thế là 1 phần 4 log 2. Vậy lúc này ta tìm được A là 1 phần 8, B bằng 1 phần 4 đó. Thì lúc này A chia B thì 1 phần 8 chia B chia 1 phần 4 nhưng nghỉ đảo là 4, vậy 1 phần 2 chưa. Như vậy nó ra đáp án A đó. Ra đáp án A là 1 phần 2 nhớ. Đấy. Đấy, thì cái chỗ này bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách làm bằng máy tính. Cách số 2. Tôi hướng dẫn cách 2 cách làm bằng máy tính, phải không? Xem nhanh hơn không. Ta sẽ gán toàn bộ cái thằng này là A. Nhá. Toàn bộ cái thằng này ta gán là A. Được chưa? Sẽ bằng AP cộng B log 2. Được chưa? Ở đây ta chia cả hai vế cho B, muốn tính A trên B thì nó sẽ thành là A trên B bằng A trên B pi cộng log 2, đúng không? Ở đây A trên B nó là một số rồi, ta gọi A trên B là x, gọi A trên B bằng một số x thì ta có cái A trên B là bằng x pi cộng log 2. Thì từ đây ta lôi được ra B sẽ bằng A trên x pi cộng log 2. Sau đó ta dùng máy tính ta bấm. A nó là cái tích phân có sẵn rồi, là số có sẵn rồi. X ở đây là 1 phần 2 thì nó gồm có những cái đáp án này. X tí nữa ta sẽ gán cho 1 phần 2. Đây. X là 1 phần 2, 1 phần 6, C 1 phần 4 và D 1 phần 3. A đây, đáp án A đây này. Cái A trên B nó bằng 1 phần 2 này. Còn đáp án B 1 phần 6. Đáp án C 1 phần 4. Và đáp án D là 1 phần 3. Thế giờ ta dùng máy tính ta gán. Trước hết ta tính cái tích phân. Tích phân 1 trên, đúng không? 1 cộng tan x. Đấy, đúng chưa? Thế cận từ 0 cho tới pi trên 2. Pi trên 4, đúng không? Đấy, đầu tiên ta cái tính cái tích phân này. Sau đó shift sen tu a. Như vậy ta đã gán được cho A, gắn tích phân này cho A. Đó. Sau đó bây giờ mình bấm máy này. Alpha A trên x, alpha x pi, pi chính là shift pi đây. Đó. Cộng log 2. Đóng ngoặc. Sau đó ta cho C là C A kia rồi thì x sẽ cho là 1 phần 2.
Đấy, thì b ra 1/4 là số nguyên, đúng không? Thì là được. Như vậy nó ra được đáp án A ngay. Đấy, sau khi gán như vậy thì b nó bằng 1/4, và đấy b 1/4, a 1/8 đấy, được chưa? Đấy. Bởi vì lúc này a nó sẽ bằng 1/8. A trên b bằng 1/2 rồi, mà b lại bằng 1/4. Thì a nó sẽ bằng 1/2 nhân 1/4 thì a 1/8. Như vậy có ngay đáp án A. Đó, làm cách này nhanh hơn, đúng không? Khi ta thử vào cái là ra luôn này, nhìn chưa? Đấy, ra luôn. Đấy, nhớ cách này. Nhắc lại lần nữa là ta đặt cả tích phân này là A, đúng không? Sau đó muốn người ta đang yêu cầu tìm A trên B, ta chia cả hai vế cho B để xuất hiện A trên B đã, đúng không? Thì cái A trên B này là cái lượng đã có trong đáp án rồi. Ta đặt là x, xp cộng log 2. Thì bây giờ ta cô lập cái B này, B sẽ bằng A chia toàn bộ này, B nhân thằng đây thì bằng A, A sẽ bằng B nhân thằng này, vậy B bằng A chia này. Sau đó ta nhập những cái số liệu này thì cái này biết rồi, cái này biết rồi, cái này biết rồi. Còn cái này là nó một trong bốn đáp án này. Nhưng mà thử ngay được đáp án A là đúng ngay, khi B nó là số hữu tỉ. Thì lúc này A trên B 1/2 thì A là 1/8. Thì lúc này A nó sẽ bằng 1/8. Đó. Thì là ra được đáp án A. Như vậy cách làm này có lẽ nhanh hơn, đúng không? Ta sang câu tiếp theo. Ta tiếp tục sang câu 37. Câu này khá hay, hình không gian. Cho một cái chóp SABC có đáy là tam giác cân tại A. Đấy. Mặt bên SBC là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng đáy. Đấy. Nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi alpha là mặt phẳng đi qua B và vuông góc với SC. Chia khối chóp làm hai phần, tính tỉ số thể tích. Thì người ta cho các đáp số A là 1/2. Nhìn chưa? B là 1/3, C 2/3 và D là 1/4. Có nghĩa là tỉ số này nhỏ hơn 1, tức là thể tích của phần nhỏ trên phần thể tích phần lớn, đúng không? À, bây giờ ta sẽ vẽ tam giác ABC cân ở A. Và tam giác đều vuông góc bên đáy thì cái điều cao chiều cao đây. Đây là S BC. Đó, A là ở đây. Này, M là trung điểm. Thì MB bằng MC. Tam giác này đều, đó. Một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Mặt phẳng SBC thì vuông góc mặt phẳng đáy thì đương nhiên là cái SM sẽ vuông góc với đáy hoặc MA sẽ vuông góc. Bởi vì tam giác ABC cân, người ta gọi cạnh này là A, cạnh này là B thì cạnh AB nó cũng là B. Thì AM nó cũng là vuông góc, gọi M là trung điểm mà. Thì AM nó cũng vuông góc với mặt SBC. Tức là một mặt phẳng đi qua B và vuông góc với SC. Đấy, thì vuông góc SC thì ta gọi ML là trung điểm nhá. Đấy, thì cái thằng BN này bao giờ cũng vuông góc với SC, đúng không? Thế qua là ta vẽ một đường vuông góc, đúng không? Qua là ta vẽ một đường vuông góc với SC thì nó cắt SA ở điểm M đi, đúng không? Thì cái mặt MLB này chính là mặt alpha, đúng không? Ở đây ta gọi L là trung điểm, L là trung điểm SC, đúng không? Thế qua L ta vẽ đường thẳng qua L, vẽ đường thẳng vuông góc với SC, cắt SA ở M. Đấy, như vậy SC vuông ML, SC vuông NB. Vậy SC sẽ vuông với mặt
MLB, và MLB chính là alpha. Vậy mặt alpha chính là mặt MLB. Đúng không? Người ta bảo là như vậy. Nhìn đây ta có thể dự đoán cái thể tích trên này là V1, V1 là bé ăn V2, dưới là V2. Đúng không? Thì cái thể tích V1 trên V2 hay chính bằng, ta đi xét cái thể tích V1 trên V. V ở đây mở ngoặc ra, V ở đây là thể tích của SABC. Đúng không? Thì sẽ bằng, theo công thức sẽ bằng SN trên SC nhân SB trên SB, nó có công thức rồi, đúng không? Nhân SM trên SA. Thì SB trên SB là 1 rồi, SN trên SC N là trung điểm rồi. Thì thằng này là 1/2 nhân SM trên SA. Thằng này là 1 rồi thì thôi. Vấn đề thì tính SM trên SA là xong. Bởi vì cái V này chính là V là 1 cộng V1 cộng V2. Tính được cái SM trên SA coi như là xong. Đấy, từ đây ta suy ra V1 trên V1 cộng V2 thì bằng SM trên SA nhân 1/2. Đấy. Tóm lại ta đi tính SM trên SA là ra. Đó. Từ đây có một cái chi tiết là N là trung điểm. Đó. Của SC. ML vuông góc với SC. Thì như vậy ML chính là đường trung trực. Đó. Như vậy ta đặt cái đoạn SM bằng X. Đây, ta đặt bằng X. Thì thằng CM này cũng là X. Đó. Theo định lý hàm số cốt. Định lý hàm số cốt. Thì trong cái tam giác SCM. SCM sẽ có X bình sẽ bằng đoạn nào? Đoạn này là X thì đoạn này là X mà. Bởi vì cái SML là đường trung trực của SC thì cũng bằng X bình cộng X bình cộng X bình cộng SC bình, ta gọi là A bình đi, trừ 2AX cos góc S, góc này cos alpha. Từ đây ta dẫn đến cos alpha, hai bên thì có x bình, hết chưa? Ta chuyển sang đây và ta chia cho a thì nó sẽ bằng a trên 2x, đúng không? Thì đúng lại tiếp tục đối với tam giác SCA thì ta có b bình sẽ bằng, đó, đoạn này là b, cả cái đoạn này ta đặt là a, tam giác đều là a. B bình thì có phải bằng A bình cộng SA bình. A bình cộng SA bình trừ 2A SA cos alpha. Đó, vẫn là góc đấy. Vậy cos alpha sẽ bằng A bình cộng SA bình trừ B bình trên 2A SA. Đúng chưa? Từ đó ta suy được ra A trên 2X sẽ bằng A bình cộng SA bình trừ B bình trên 2A SA. Đúng chưa? Hai bên có 2 hết, đúng không? Thế thằng này sẽ bằng A bình cộng cái thằng SA bình này. Thằng SA bình hoặc là cái thằng thằng SA bình này. Thì nó chính là bằng theo Pythagore đấy. Đó. Nó sẽ bằng, bởi vì cái thằng này nó vuông mà. SM đây ta hiểu nó phải vuông với MA. Thì thằng SA bình nó chính bằng thằng SM bình cộng với MA bình. Đó.
Đó, SA bình sẽ bằng SM bình. Ta làm tắt nhé. SM bình cộng MA bình. Đây là SA bình. Đây là x. SA bình thì bằng này đúng không? Và SM bình, SM nó là A căn 3 trên 2. A căn 3 trên 2 mà bình lên. Đúng không? Hay là thằng B bình theo thằng B bình thì ta theo tôi là thế cũng được. Thì thằng này sẽ là SA bình. Nó là thằng A thằng SM bình mà. Là A căn 3 trên 2 tức là bình thì bằng 3 A bình trên 4, đúng không? Cộng MA bình, MA bình thì Pythagore thì có phải là B bình trừ đi A bình trên 4 không? Đúng chưa? Và cái chỗ này trừ đi thì bằng 2 A bình trên 4. Như vậy chỉ còn A bình trên 2 cộng B bình, đúng không? Trừ B bình trên 2 A SA. Thì từ đây tôi rút gọn B bình với B bình này hết, đúng không? Thì 2 nhân lên đây, 2 nhân 1 là 2 cộng 1 là 3, vậy 3 A bình trên nhân 2 xuống là 4 A SA và rút gọn đi thì bằng 3 A trên 4 A mẹ rút gọn đi trên 4 SA. Vậy từ đây ta suy ra đúng chưa? Suy ra x trên SA xem bằng bao nhiêu. Hai bên này ta chuyển x sang đây, đổi chỗ đừng chéo phải không? A với A hết rồi, vậy bằng 2/3 đúng không? Đây này, 3x đúng không? 3x thì bằng 2SA đúng chưa? Rút gọn bớt đi chỗ này là đây 2x nhân 3 là 6x. 6x thì bằng chỗ này ta mới nhân thử lại nhé. 2x nhân 3 là 6. 6x. Đúng không? A với A bên này hết thì bằng 4SA. Vậy x trên SA thì bằng 2/3 đúng không? Đấy. Thì từ đây ta suy được ra thôi, ta lắp vào thôi. Chỗ này ta sẽ lắp vào. Như vậy x trên SA bằng 2/3 thì lắp vào đây. Vậy V1 trên V1 cộng V2 thằng này bằng 2/3. 2 trên 3 vậy 1/3. Đúng không? 2 trên 3. 2 trên 3 2 2 hết 1/3. Vậy nhân chéo lên đây. 3V1 thì lúc này V1 trên V2 nó sẽ bằng 1/2. 3V1 bằng V1 cộng V2. Đó, thì sẽ bằng 1/2. 3V1 thì chuyển bớt sang đây là 2V1 bằng 2V1 và bằng V2 thì V1 trên V2 sẽ bằng 1/2. Đúng không? Thì như vậy nó sẽ ra được đáp án A câu 37. Đáp án A. Đấy. 37 đúng không? Đúng đáp án A chưa? Đấy. Như vậy câu này sẽ ra được đáp án A. Đây là một câu hình học không gian khá phức tạp, đòi hỏi tổng hợp các kiến thức từ cấp 2, đúng không? Những cơ bản là lớp 10 đây, định nghĩa hàm số cốt, đúng không? Rồi một số phép biến đổi nhanh gọn, đúng không? Đường cao tam giác đều thì cạnh A thì là A căn 3 trên 2, đúng không? Rồi Pythagore từ cấp 2, kiến thức rất tổng hợp, đúng không? Ta sang câu 38. Ở câu 38 thì nhanh thôi. Cho mặt phẳng alpha, đúng không? Cho một cái mặt phẳng alpha đi qua M và L,
sao cho mặt phẳng alpha tạo với mặt IOZ, đúng không? Mặt IOZ. Đấy, mặt IOZ là cái mặt này này. Chính là cái mặt x bằng 0 ấy, đúng không? Thì cái vector pháp tuyến của nó chính là 100, đúng không? Tạo với góc. Cái này thuộc công thức về góc đó. Ta gọi alpha à, tạo với góc 60 độ, tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến alpha. Thì ta mới gọi góc. Ta gọi mặt phẳng alpha có dạng là AX cộng BI cộng CZ cộng D bằng 0. Đúng không? Ở đây M thuộc vào alpha. Thì ta đi sẽ tìm được mối liên hệ giữa A và D. Thay vào x bằng 4, 4A, đúng không? Y bằng 0, Z bằng 0 cộng D bằng 0. Vậy D bằng trừ 4A. Được chưa? Góc giữa hai mặt phẳng đấy, thì ta sẽ dùng cốt của alpha, cốt góc 60, cốt của 60 đấy, có cái hai mặt phẳng bằng 1/2, đúng không? Bằng độ dài hai vectơ pháp tuyến đó, n1 nhân n2 trên, tức là độ dài của cái tích, tích có hướng à, tích vô hướng n1 nhân n2 trên độ dài n1 nhân độ dài n2. Và thằng này tương đương với N1 ở đây, chính là cái mặt phẳng này này, có vector pháp tuyến chính là chọn là vector đơn vị này này, x bằng 1, y bằng 0, z bằng 0. Và L2 đây chính là A, B và C, đúng không? Tích của nó thì có phải là hoành nhân hoành cộng tung nhân tung, tích tích vô hướng hoành nhân hoành cộng tung nhân tung cộng cao nhân cao. Như vậy thằng này chỉ còn trị tuyệt đối của A trên, thằng này trị độ dài L1 thì bằng 1 rồi, nhân căn bậc 2 A bình cộng B bình cộng C bình thì bằng 1/2, đúng không? Như vậy ta suy ra khoảng cách cần tìm, D cần tìm sẽ bằng khoảng cách từ O đến alpha. Khoảng cách từ O đến alpha đấy sẽ bằng O gốc tọa độ thay vào thôi, 0 0 0, đúng không? Chỉ còn D thôi, trên căn bậc 2 A bình cộng B bình cộng C bình, nhưng mà D nó trừ 4A, cái trừ 4 chỉ đối đưa ra ngoài là 4 đấy. Căn A bình cộng B bình cộng C bình đưa ngoài 4, 4 nhân 1/2 vậy nó bằng 2, đúng không? Ta hiểu đây là 4 nhân với cái độ dài thế này trên căn A bình cộng B bình cộng C bình, cả cái này theo bài ra là 1/2, 4 nhân 1/2 thì nó bằng 2. Như vậy thì đây ta chọn được ngay câu 38, đó là đáp án D. Đáp án đi, đúng chưa? Đấy. Câu này rất hay, không cần đến đi điểm nào. Đáp án đi. Đấy. Ta sang các câu tiếp theo. Ở câu 39, tìm M để khoảng cách từ A đến D này. À, đính khoảng cách 39 này, tìm M để khoảng cách từ A đến thằng D đạt giá trị lớn nhất. Đạt giá trị lớn nhất, đây thiếu. Đạt giá trị lớn nhất, nghe chưa? Đạt giá trị lớn nhất. Thì ở đây ta có cái điểm rất là đặc biệt là điểm D nó đi qua một cái điểm cố định, nghe chưa? À, bởi vì mỗi một ta cho T, ví dụ bây giờ ta cho T nó bằng 2 chẳng hạn, đúng không? Thì ta tìm được một cái điểm cố định M nó thuộc D, T bằng 2 ta thay vào đây. Nên x là bằng 1 trừ 2m cộng mt,
Đấy, đây cái điểm đặc biệt của nó, cái bài này cái điểm đặc biệt của nó là cho ứng với t bằng 2 thì nó đi qua một điểm cố định này, trừ 2m cộng 2m hết này, x bằng 1 này, y thay đây, t bằng 2 này, trừ 2 cộng 2 hết, 2m trừ 2m hết, y bằng 0 và z bằng 3. Đúng không? 2 cộng 1 bằng 3. Đấy, t 2 trừ 2 này, cộng 2m t 2 cộng 2 trừ 2m, đúng không? Cái điểm đặc biệt của nó là thế này. Như vậy nó đi qua cái điểm M này. Thế còn điểm A, như vậy cái điểm M đấy ta hiểu nó là điểm cố định, D luôn đi qua thì đường D nó có thể nó đi thế này, đúng không? Và như vậy cái trường hợp ví dụ khoảng cách lớn nhất đây, khoảng cách AH đây, thì AH ta gọi H là hình chiếu, gọi AH là vuông với D tại H, thì suy ra AH luôn luôn bé hơn hoặc bằng AM, đúng không? Vậy khoảng cách AH lớn nhất chính bằng AM, bởi vì AM là cố định. Khi và chỉ khi M với H trùng nhau thì lúc này ta có vector AM, đúng không? Nhân với vector chỉ phương. Lúc ấy nó rơi vào trường hợp này, nó rơi vào cái trường hợp vuông góc thế này. À, trường hợp D nó rơi trường hợp này, vuông góc, đúng không? Thì H trùng mà nhân vector chỉ phương của D bằng 0, thế là tìm bằng 0. Thì đến đây vector AM, ở đây ta tính riêng ra vector AM thì bằng cái gì? À, AM 1 trừ 1 phần 2 là 1 phần 2, đúng không? 0 trừ 1 trừ 1, 3 trừ 4 âm 1. Thế còn vector chỉ phương của